Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Hiền Bún Bánh. Dạ, hôm nay em xin phép giới thiệu đến anh chị mẫu xe huyền thoại của Toyota, Toyota Innova số sàn 2017. Thì cái form này thì cuối 2016, 2017, 2018, 2019 thì đều sử dụng cái form này hết. Một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota. Xe này thì mang nước sơn màu bạc, gốc thành phố nha anh chị. Thì nếu mà anh chị lấy cái xe này thì mình sẽ đỡ, nếu mà anh chị ở thành phố mình sẽ đỡ được cái phí bấm biển số. Đây, lớp xe thì cái xe này đã chạy 91.000 km. Thì lớp xe thì thay mới nha anh chị, chứ không có còn lớp zin theo xe đâu. Chất xe còn đẹp lắm anh chị, Innova chạy 91.000 km thì chất xe cũng rất là mới anh chị. Xe này thì được trang bị là bọc ghế nè, bọc luôn mấy cái táp bi này nè, nhìn rất là sạch sạch sẽ ha, dễ lau chùi. Màn hình camera lùi với lại camera hành trình trên xe luôn. Em đề máy thử cho anh chị nha, máy nổ thì thầm luôn. Máy lạnh thì bao lạnh nha anh chị. Đây, cái phần vô lăng này cũng còn rất là mới nè. Cần số nè. Quay trong đây nó hơi tối anh chị thông cảm nha. Đây, thắng tay. Màn hình này thì nó rất là nhiều chức năng nha, nó có dẫn đường rồi màn hình Android mà chị, nó có dẫn đường rồi mình có thể xem Bluetooth, nghe nhạc trên YouTube rồi. Innova này thì được ưu điểm của nó là động cơ nó bền bỉ, bảo trì bảo dưỡng, chi phí nó thấp, chỗ ngồi rộng rãi, máy lạnh thì rất là mát nha anh chị. Phiên bản này thì nó có cân bằng điện tử rồi nha anh chị, cân bằng điện tử nè. Khách hàng bọc lại cái ghế này nhìn rất là đẹp, cái màu cam. Ưu điểm của cái dòng Innova là mỗi hàng ghế nó có một cửa gió rất là thoải mái khi mà mình đi di chuyển trên đường á, thì những cái không bị ngợp trên xe, ngồi trên xe không bị ngợp. Đây, khung gầm còn sáng bóng. Bộ lớp này khách hàng họ cũng mới thay chị anh chị, cái gai lớp mà cái độ dày của lớp còn rất nhiều. Hiện tại bên em đang chào bán cái xe này là 545 triệu nha anh chị, còn thương lượng cho mình nha. Thì anh chị cần hỗ trợ thì mình cứ gọi trực tiếp cho Hiền thì em sẽ báo cái giá ưu đãi nhất nha.
Cabo. Vị trí nguyên bản hết nha anh chị. Em quay cái gầm cho anh chị xem này. Sáng bóng cái bô này anh chị không? Cái bô mà nó sáng vậy là anh chị biết cái xe mình chủ họ đi kỹ cái nào. Đây. Cái ống bô. Rất là sáng anh chị ha. Đó. Gầm bệ thì còn nguyên bản hết. Hiện tại bên em mấy cái Innova số sàn này bán cực kỳ nhanh nha anh chị, do thị trường kinh doanh họ mua về chạy gia đình nó quay nhu cầu họ tăng trở lại nên hầu như số xe về tụi em bán nhanh lắm. Dù anh chị có cần hỗ trợ thì mình liên hệ sớm cho em nha. Với một phần nữa do xe mới bây giờ nhà máy nó không có xe, nhà máy không có xe giao cho đại lý nên khách hàng họ chuyển qua họ mua xe qua sử dụng. Thứ nhất là vì cái giá thành nó tiết kiệm hơn được rất là nhiều đó. Và những cái dòng xe qua sử dụng bên em cũng đã kiểm tra 176 hạng mục. Ngoài ra thì bên em có bảo hành thêm cho anh chị về động cơ hộp số 1 năm hoặc là 20.000 km nữa. Nên chị khi mà mua xe chính hãng Toyota Sua thì anh chị yên tâm vấn đề đó nha. Để mà quay tiếp cái phần động cơ cho anh chị nha. Động cơ thì sáng bóng chưa có dấu hiệu cậy mở nha anh chị. Tất cả là động cơ hộp số zin nguyên bản hết. Ốc turbo nè. Hai bảy mà tìm con chất xe đẹp vậy khó lắm nha anh chị. Chất xe rất là đẹp, những cái phần khung xương nè chưa có dấu hiệu móp méo gì anh chị ha. Đây những cái chấm sơn nhà máy. Những cái phần khung xương trong này thì còn nguyên bản hết. Dạ, thì em xin kết thúc video tại đây. Thì anh chị nào mà có nhu cầu đổi xe hoặc là mua những cái dòng xe Toyota qua sử dụng thì liên hệ cho Hiền theo số điện thoại 0946898698 nhé. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.